Rồi. Cái câu này đúng không? Cái sơ đồ từ hiện hệ thống cho miền Z. Nha. Này. Thì ở đây nhìn nhá, đối với cái miền Z này thì nó khác so với miền N. Bởi vì cái phần này nó có thể là một truyền đạt Z HZ này, thì nó có ba cái sơ đồ. Nhất là ghép nối tiếp này. Đấy, thì công thức là nhân nhân thôi. Đấy, còn song song thì là cộng lại. Đấy, song song là cộng hai cái là và nối tiếp thì nó khác này. Hồi tiếp là gì? Tức là một cái tín hiệu đầu ra đúng không? Nó quay trở về, tức là nó vẫn ảnh hưởng đến cái tín hiệu vào, nó quay về này. Thấy chưa? Nó quay về. Thì công thức nó là gì? H1Z chia cho 1 trừ H1Z nhân cho H2Z. Chứng minh ở trên này này. Thì phần này về nhà mình đọc giáo trình nhé. Trong nhóm có giáo trình này chưa Chưa xuống gửi đi. nhỉ? Ừ, nữa ăn nữa rồi nhé. Đây, thì đây là công thức của ấy này. Thì dựa đây, một cái ví dụ này. Này, nhìn cái ví dụ này nhé. Thì ở đây nhá, nhìn này. Hết hàng này, hệ thống này. Ví dụ ở đây, mình nhìn đáp án rồi mình làm ngược lại nhé. Đây, ví dụ hôm trước giả sử mình tìm được cái hàm truyền đạt HZ là như này rồi, đúng không? Cái ý đầu ấy, tìm HZ là được như này rồi. Đúng không? Bây giờ mình thử nhắc lại cái cũ nha, là 5 bằng mấy? 5 bằng bao nhiêu? 2, 3, 1. 2, 3, 1, đếm. Đếm bằng 1, trừ 1, trừ 1. 1, trừ 1, trừ 1. Đấy, đây là 5 mà đếm từ số và mẫu số để mình cho vào MATLAB, được chưa? Rồi, ví dụ một hàm truyền đạt HZ như này. Bây giờ mình muốn muốn vẽ như này. Đấy, trên này nhá. Đây là sơ đồ của cái hàm HZ này. Đây là sơ đồ của hàm HZ này. Và mình nhìn ở đây này. Thì cái thằng H1Z này. Đấy, H1Z này. Đây là H2Z này. Người ta khoanh lại ở đây rồi, đúng không? Thì bây giờ mình tưởng tượng H1Z mắc như thế nào với H2Z. Nối tiếp đúng không? Đây này. Nối tiếp này. Đấy. Thì cái YZ bằng gì? YZ bằng H1Z nhân cho H2Z nhân cho XZ. Đấy. Vì nối tiếp này là nhân lại với nhau này. Đấy. Nối tiếp này. Thấy chưa? Nhân lại với nhau. Tức là cái hàm HZ này. Đấy. Cái hàm HZ của tổng nguyên này là bằng H1Z nhân cho H2Z. Đúng không? Trong đó H1Z bằng gì? Ở đây này. Mình nhìn nhá. Giả sử ở đây là Y1Z, tức là cái đầu ra của cái thằng này. Giả sử đây là đầu ra nhá. Đây là Y1Z đúng không? Thì ở đây là sơ đồ mắc mạch gì? Đó. Hồi tiếp. Hồi tiếp đúng không? Đây này, nó có trả về này, nó trả về cái đầu vào này, thấy chưa? Đây là đầu vào này, đây đầu ra này, thì đầu ra nó trở về cái đầu vào đấy. Thì ở đây nếu như mà áp dụng công thức ấy thì này, mình nhìn nha, mình chứng minh luôn này, chứng minh cái thằng công thức ở hồi tiếp này. Thì ở đây là đầu ra là YZ đúng không? Thì YZ bằng gì? Y1Z nha. Y1Z bằng gì? Đấy. Y1Z có phải bằng cái thằng này, đây là Z mũ trừ 1 này, đúng không? Đây là Z mũ trừ 1 này. Đi xuống đây là cộng đúng không? Cộng đúng không? Đấy, bằng Z mũ trừ 1 này. Đây, rồi cộng với cái thằng này. Cộng với cái thằng này. Thằng này bằng gì? Thằng này là, ở đây là Z F 1, hai. đây là Z trừ 2. Đi vào đây, cộng với Z trừ 2. Đấy, cộng với Z trừ 2. Đúng không? Đấy, và đây không phải là Y1Z đâu nha. Đây là mình đang phân tích cái dưới này này, cái thằng này này. Cái thằng này là bằng Z mũ trừ 1 cộng với Z mũ trừ 2. Đấy. Còn thằng Y1Z bằng gì? Y1Z này. Y1Z có phải bằng là cái thằng XZ đúng không? Bằng XZ. Bằng XZ cộng cho đúng không? Cộng cho cái thằng này. Cộng cho cái thằng này. Đúng không? Cộng cho thằng này. Thằng này bằng gì? Thằng này bằng Y1Z nhân cho thằng này. Thằng này
y1z. Đấy. Cộng cho nhá. Cộng cho y1z. Nhân cho thằng này nhá. Z1 trừ 1 cộng với Z1 trừ 2. Hiểu không? Hiểu chưa? Alo. Chưa hiểu lắm rồi. Chưa hiểu à? Nói lại nhá. Ok, ok. Anh à, ví dụ đây đúng không? Đây là xz là đầu vào đúng không? Hôm trước mình học về dấu cộng này là có hai đầu vào này. Đây một đầu vào, đây hai đầu vào. Đây là đầu ra đúng không? Giả sử mình đặt đây là y1z đi. Được chưa? Đúng không? Hả? Đặt đây là y1z thì y1z bằng gì? Hả? Y1z bằng gì? Z cộng với lại cái tổng bên dưới. Đấy, xz cộng với cái thằng mũi tên ở bên dưới này, đúng không? Bây giờ mình tìm cái thằng mũi tên bên dưới này, được chưa? Thì thằng mũi tên bên dưới này mình đi ngược lại này, đấy, bằng cái thằng này. Thì đây là y1z này, đi xuống đây không có cái dấu gì hết thì nó nhân đúng không? Tức là y1z nhân cho, à, đầu tiên là z1 trừ 1 này, đúng không? À, đúng không? Z1 trừ 1 cộng cho cái thằng này. À, cộng cho cái thằng bên dưới này. Thằng bên dưới này là gì? Bằng y1z nhân cho z1 trừ 1 xuống đây nhân cho z1 trừ 1 nữa là z1 trừ 2 đúng không? Thì cộng này là cộng z1 trừ 2. Đặt y1z ra ngoài nhá. Được chưa? Hả? Bằng xz cộng y1z nhân cho thằng này. Được chưa? Thì tương đương với y1z. Bây giờ mình chuyển về thôi, nhân cho 1 trừ cho cái thằng này đúng không? Chuyển cái thằng này qua bên này, bên về trái, trừ cho z 1 trừ 1, à, trừ cho z 1 trừ 2, đúng không? Bằng xz, đúng không? Thì tương đương với y1z chia cho xz, tức là đầu ra chia cho đầu vào, thì bằng, có phải là bằng h của z không? À. Ừ. Đúng. Bằng gì? Đáp. Cái này chia thằng này bằng gì? Hả? Alo. Không biết á. Đây là số 1 này, nhân này bằng 1 trên 1 trên 1 thằng này, đấy. Đúng không? Ừ. Hiểu chưa? Alo. Alo. Ok, đến chỗ này thì hiểu rồi. Đấy. Alo, xin chào. Chỉ đây. Rồi tiếp nha. Đấy, thấy chưa? Thấy là công thức này hiểu chưa? Đây, đây là mình chứng minh cái thằng công thức này này. Đấy. Là 4355 mà anh. Thì mình dựa vào đây, mình dựa vào cái thằng này nhá. Mình làm lấy làm gốc để mình làm tất cả các đề này tương tự nhau thôi. Nó chỉ thay, ví dụ thay cái hệ số này này. Thay hệ số này thì mình chỉ việc làm mình đọc cho em mắc đi. 844. Mình thêm cái tam giác này vào thôi. Đúng không? Ừ. Vậy tức là cái miền Z này nó bị kiểu ngược với miền N đúng không? 6, 7, 3, 8. Miền N là dấu cộng, nó ở bên phía bên phải cơ đúng không? Ừ đúng rồi. Nó bị ngược hơi ngược ngược ấy. Ừ, xem được. À, ok. Thấy chưa? Còn ai không hiểu không? Hả? Còn cái thằng này thì nó giống với cả thằng miền N này, đúng không? Cái thằng này có phải là giống với thằng miền N không? Ok, giống rồi. Thằng này ấy, nếu mà lúc trước ấy, tức là cái thằng này này, tức là thằng x của mình ấy, cái thằng x của mình. Còn thằng này, đây là thằng y, đó, nó ngược lại với thằng y của miền N và đây là x của miền N. Thì ở đây là xuôi rồi, còn ở đây là ngược lại này. Tức là cái đầu ra này nó quay về, nhưng mà ở đây ấy, đầu vào này ra này, đấy vào vào ra, đấy nó không quay ngược lại thì đây là mắc. Nó mắc không phải là hồi tiếp rồi. Đấy, thì mình tính bình thường thôi. Đây là gì? Cái số 2 này, đúng không? Đây là số 2 này, cộng vào này, đúng không? 2 cộng này. Đấy, thì ở đây mình viết này là 2 này. Cộng cho, đấy, đây là 1 đầu vào đúng không? Bây giờ tính đầu vào này. Đầu vào này là gì? Là Z1 trừ 1 nhân cho 3, đúng không? Z1 trừ 1 nhân cho 3 cộng với 3 nhân Z1 trừ 1. Đúng không? Nhân cho xuống đây Z1 trừ 1, Z1 trừ 1 là Z1 trừ 2. Cộng cho thằng này, đấy, cộng cho Z1 trừ 2 là xong.
Đấy, có phải giống cái thằng này không? Đấy, hiểu chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ làm đây, bây giờ mình sẽ làm cái thằng này, cái thằng đề 11 đúng không? Nha, mình làm nó luôn luôn nhá. Đây, bây giờ mình sẽ làm lại cái phần bài 1 thôi. Đây là đề bài này. Câu 1 này. Câu 1, ai đọc đi? Bây giờ dễ rồi. À, đọc luôn kết quả cuối hay là đọc từng đấy? Đọc luôn. HZ bằng 2 trừ 0,6 Z trừ 2. 2 trừ 0,6 2 cộng chứ nhỉ? Trừ 0,6 Z trừ 2 cộng chứ. Chuyển vế. Đây là cộng mà. À, cộng. Ừ nhỉ. 2 cộng nhé, 0,6 nhân Z1 trừ 2 Z trừ 2 trừ 0,35 trừ 0, Z 1 trừ 4 Z 1 trừ 4 chia cho tất cả chia cho 2 trừ đi 0,5 Z trừ 1 2 trừ đúng không? 2 trừ 0,5 Z trừ 1 cộng 0,25 Z trừ 3 cộng 0,25 Z trừ 3. Ok. Đấy, được chưa? Đây là biểu thức HZ của mình đúng không? Ai cũng làm được rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ việc vẽ thôi. Ok chưa? Đó. Vẽ trên mình dây này. Đây. Thì đấy nhá, mình để ý nhá, lúc cái bài cái này này. Cái thằng mà phân số ấy này. Đâu? Cái thằng phân số. Phân số này. Đây, thì là cái tử này. Tử là cái thằng bên phải đúng không? Tử là thằng bên phải đúng không? Còn mẫu số là thằng bên trái đúng không? Đó là thằng xz ở bên thằng xz này là thằng mẫu số. Đấy, còn thằng bên phải này, thằng y, bên phải này ở chỗ xz này là thằng đây. Là thằng tử số 2 cộng lên. Đó, bây giờ mình vẽ này. Đầu tiên mình muốn vẽ cái thằng bên trái thì mình phải nhìn vào cái thằng thằng gì? Hả? Mẫu đúng không? Mẫu. Thằng này đúng không? Mình nhớ thằng này này. Đó, thì lúc nào vẽ đầu tiên là xz này. Đó, nếu mà mình n thì là xn. Đó. Cứ đầu tiên lúc nào cũng là xz này. Vẽ một thẳng như này. Đấy, thẳng một mạch như này. Còn nếu như mà nó có số nó có ở đây là số 2 này, à đây là số 2 này thì mình chú ý một phần nữa. À đây số 2 này mình nhìn nó. Ok. Đấy mình quên chữ mình thấy không? À số 2 đúng không? Thì đây. Đây có số 2, nhưng mà ở đây này mình nhìn cái mẫu số này. Nó có số 1 đúng không? Số 1 là từ đâu? Số 1 là lúc nãy ấy, thì là mình viết lại được như này. Y1z nhân cho 1 à, gì nhỉ? Trừ z mũ trừ 1. Viết như này thấy không? Có. Trừ cho z mũ trừ 2 bằng xz. Xz. Chỉ y1z chia cho xz bằng 1 chia cho 1 trừ cho z mũ trừ 1 trừ cho z mũ trừ 2. Đấy. Và đây là thằng mẫu số này. Bây giờ muốn mình biến số 1 này thành số 2. Đúng không? Thì phải làm như nào? Thì cái thằng mà số 1 này là từ đâu? Số 1 này là từ cái thằng mà y1z bằng đúng không? Y1z bằng à xem nào. Y1z bằng đúng không? Y1z nhân cho 1 đúng không? Thì y1z này mình phải ở đây cái số mà mình phải là 2 đúng không? 2 nhân cho y1z đúng không? 2 nhân cho y1z đúng không? Thì ở đây mình vẽ ở đây. Vẽ ở đây. 2 nhân cho y1z thì đây là dấu cộng nhá.
Nhớ đây là dấu cộng nhé, bởi vì nó mắc khối tiếp mà. Không, đây dấu cộng đúng không? Thì ở chỗ này, ở chỗ này mình phải đây. Đúng không? Thì đây là x1z là đầu vào này. Ở dưới này là một đầu vào nữa này. Đầu ra đây là gì? Đầu ra đây là y1z đúng không? Bây giờ muốn là 2, bây giờ mình muốn là 2 thì ở đây mình vẽ cái tam giác vào thôi. Đây là 2. Đúng không? À. Đây có phải là 2 nhân cho y1z đúng không? Ừ. Đúng đúng đúng. À không 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 bạn nhầm. Nhầm. À xem nào. Đây nha, mình chú ý nha, cái phần này nó hay dễ sai. Đây. À, mình lúc nãy là bên 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 vế trái đây là chỉ có là y1z đúng không? Mình muốn đặt nhân tử chung thì mình đặt là nhân này, 1 này trừ cho cái thằng vế bên phải này là gì? Vế bên phải là y1z. Y1z nhân cho y1z nhân cho. À đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Đây, thì đây là 2 đúng không? 2 nhân cho y1z nhân cho nhập đúng không? Cứ bị lộn cái này dễ bị nhầm lắm. Đấy, bởi vì đây này, nhìn này. Đấy nha. Thì ở đây ví dụ mình vẽ đây là số 2 đúng không? Vẽ đây là số 2 đúng không? Thì lát nữa cái vế bên phải là gì? Vế bên phải là y1z, có phải là y1z nhân cho 2 đúng không? Đó. À, quên, 2y1z nhân cho z1 trừ 1. Ví dụ ở đây là số 2 nhé. À, cộng cho z1 trừ 2. Đúng không? Đây là 2 nhé. Còn về bên trái là y1z này. Bằng này, xz này. Cộng cho 2 nhân y1z nhân cho z1 trừ 1 cộng cho z1 trừ 2. Có phải đúng như này không? Thì bây giờ mình đặt nhân tử chung. À, mình đặt nhân tử chung ở đây là y1z đúng không? Mở ngoặc ra 1 trừ cái thằng bên này. Viết trừ cho cái thằng bên này thì 1 trừ cho 2. À, 1 trừ cho 2 đúng không? 1 trừ cho 2 thì nó lại bằng âm 1 rồi. Nhưng mà của mình là 2 này. Đấy thì cho nên ở đây. Cho nên ở đây cái hệ số của nó là phải là gì? Hệ số của nó phải là trừ 1. Đúng không? Hiểu chưa? Tại vì ở đây là trừ 1 nhé. Ví dụ ở đây là trừ 1 nhé. Đấy, ở đây là trừ 1 này. Thì y1z nhân cho 1. Nhân cho 1 trừ cho 2. Nhân cho... Không phải nhỉ? 1. 2 lần y1z. Y1z bằng... Đây là phải y1z nhân cho 1. Đây là nhân cho 1 này. Thế thì hiểu rồi. Nhân cho 2. À đúng rồi. 2. 2 thì chuyển qua bên này. Là trừ. 2. Y1z nhân cho 1. Trừ cho 1. À cộng cho 1. Chúng ta là trừ. Chuyển qua đây. Cộng. 1 cộng rồi. Để sửa xem lại nhé, phải lại nhé. Đây là y1z này. Y1z nhân cho 2. Thế thì phải biết vào đây, đúng không? Nhầm đấy. Rồi. Đấy nha, nó lại nha. Đây là xz này. Cộng cho đây, giả sử đây là y1z đi. Đúng không? Y1z đi. Đó. Thì cái thằng này phải là trừ 1. Cái thằng này mới gọi là trừ 1 này. Lát nữa mình thử vẽ nhá. Mình thử đấy lại coi đúng đúng nhá. Trừ 1 đây. Cộng này. Ở đây. Để bạn là z1 trừ 1 này. Z1 trừ 1. Đây là z1 trừ 1 này. Nhân cho mấy? Nhân cho 0,5. Đây là trừ 0,5 thì ở đây phải là 0,5. Bởi vì lát nữa
đổi vế thì chuyển dấu. Đây là cộng này, cho lên đây. Tiếp tục này, xét mũ thứ ba. Nó cũng tương tự với cái kia mà, nhưng mà nó hơi khác một tí thôi. Là xét mũ thứ 1, vẽ 3 lần. Xét mũ thứ 1. Đấy, nhân cho mấy? Nhân cho 0, trừ 0,25. Cho lên đây. Đấy, là xong cái thằng mẫu số rồi. Lát nữa mình sẽ chứng minh lại nhé. Bây giờ mình cứ vẽ trước đi. Đây, thì cái thằng này này, bao gồm này, gọi là sự là H một Z đi. H một Z đi. Phải chưa? Nó mắc nối tiếp với gì? Đầu tiên là đến tử số này là 2. Đấy, 2 này. 2 này, ở đây là cộng này. 2 này, cộng cho 0,76 nhân cho Z mũ trừ 2. Đây. Đây là Z mũ trừ 1 này. Trừ 1 nhé. Z mũ trừ 2 này. Z mũ trừ 2. Đấy, hai cái này là Z mũ trừ 2. Ở đây thì không, ở đây thì không cần đổi dấu rồi. À, 0,6 cộng cho tiếp tục này Z mũ trừ 4. Đấy, 4 cái nhân cho mấy, nhân cho trừ 0,35 cộng này. Rồi, đấy, bây giờ mình thử chứng minh xem. Mình chứng minh xem là nó có đúng như vậy không? Alo, còn đấy không? Còn đấy. Đâu đâu hết rồi? Đây, có. Đây. Mơ màn hình xe rồi. À, có hiểu không? Mở lại cái vừa nãy cái đi, tắt mất xe rồi. Để tiếp. Rồi, thấy chưa? Đấy. Thử chứng minh xem. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu phần này không? Có chỗ trừ một đi hả? Rồi sao? Ý, tại sao chỗ đấy là trừ một đi? Cái này đúng không? Bây giờ chứng minh nhá. Đây. Đây nhá. Là cái mẫu số là 2 trừ cho 0,5 Z 1 trừ 1 cộng cho 0,25 Z 1 trừ 2. Đây, mình nhìn cái thằng này, giả sử đây là y một z, đây là y một z nhá, thì y một z bằng gì? Y một z là bằng vào này này cộng với thằng bên dưới, đúng rồi, xz này cộng cho gì? Cộng với lại y một z nhân với lại trừ một cộng 0,5 z trừ một trừ 0,25 z trừ hai trừ một cộng cho 0,5 z trừ một tiếp trừ cho 0,25 z trừ 2. Đấy, phần này hiểu chưa? Đấy, thì nhưng mà trên đề bài này, trên đề bài là số 2 mà nhỉ? Số 2 đó. Lúc chuyển vế đổi dấu sang ấy thì nó sẽ đổi thành y 1 z nhân với lại 2 trừ 0,5 z trừ 1 cộng 0,25 z trừ 2 sẽ bằng x z. Bây giờ nhá, đổi chuyển đổi dấu qua nhá, y 1 z ghép với y 1 z này, đổi vế này, nhân cho, ở đây là 1 đúng không? Đổi đổi dấu tất cả các thằng này cộng cho 1 thì 1 cộng 1
xong là trừ 0,5 z trừ 1. Z trừ 1 này. Đây là trừ nhá. 0,25 z trừ 2. 1 cộng với trừ 1 cái gì? Ừ. Ừ. Cộng 0,5 z trừ 2. 1 cộng trừ 1 bằng 2 chứ anh nhỉ? À đây có bằng 2 không? Chuyển vé đổi dấu mà. Chuyển vé đầu vé, chuyển tới đổi vé. À chuyển vé đổi dấu. Có phải là cái biểu thức này không? 2 trừ 0,5 z trừ 1 cộng cho 0,25 z trừ 3. Đấy, cộng với 25 z trừ 3 nhé, không phải z trừ 2 đâu. À, z trừ 3. Cái đấy là mẫu đúng không? Một này. À, nó thành 2 đổi số sang là 1 trừ 2 là thành trừ 1 đúng không? Bây giờ cho một số nào vào đấy mà kiểu kết quả hằng số nó bằng 2. Ừ, đúng rồi. Cho vào đây này, cho cái thằng bên phải này. Ở bên này là 1 thôi. Luôn nhớ này, ở bên này là luôn là 1 này, đúng không? Bây giờ ví dụ cái đề bài là 3 đi. Hoặc đề bài là 3 đi thì mình phải nhớ là về bên phải này thì phải là trừ 2 để đổi dấu ấy, lát nữa chuyển qua đổi dấu thì 1 cộng cho 2, đúng không? Bên này trừ 2 này, đổi dấu qua là thành 2 thì 1 cộng 2 bằng 3. Hoặc là trường hợp cái mẫu số là trừ 3 đi, đúng không? Thì bên phải là bên trái này là 1 rồi thì bên này phải là 4, đúng không? Dương 4 thì 1 trừ cho 4 thì có phải là bằng âm 3 không? Ừ? Hiểu chưa? Ok. Hiểu chưa? Hiểu. Đấy, bằng xz thì tương đương hz bằng y1z chia cho xz. H1z là thằng này đấy. Bằng 1 chia cho 2 trừ 0,5 z1 trừ 1 cộng cho 0,25 z1 trừ 3. Z1 trừ 3. Đấy, đây là z trừ 1 này, trừ 2 này, trừ 3 này. Nhân cho âm 0,25 này. Lát nữa đổi là thành cộng 0,25. Đấy, tương tự như thế, cái phần này thì nó dễ hơn này. Đây là yz này. Thằng này, cái phần thằng này là h2z. Đó. Thì hz, tổng hz của cả cái mạch này thì bằng h1z nối tiếp với h2z. Thì lát nữa mình lấy cái thằng này nhân với thằng H2Z thôi. Thì H2Z bằng gì? Ai đọc nào? Giang. Giang. Đi 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 đi. Đọc đi. Đọc cái gì đấy? Đọc cái gì? H2Z. Đọc đi. Iz. Sao lại 2 iz? 2 được chứ. Đâu? Hai cái thằng này tách riêng ra nhá, không được nhau nhá. 2 cộng với 0,6 z mũ trừ 2. Đúng rồi. Tiếp. Trừ cho 0,35 z mũ trừ 4. Đúng rồi. Đấy, thì bây giờ mình lấy H1Z nhân cho H2Z thì bằng cái thằng này chia cho thằng này thì có phải là ra cái biểu số này không? 2 cộng cho 0,6 Z1 trừ 2 trừ 0,35 Z trừ 4 chia cho thằng này. Đúng không? Ok. Đó, thì đấy là cái phần vẽ trên mình Z thì còn phần nào không, có chỗ nào không hiểu không? Ừ. Giờ làm cho làm thử một bài làm vương cái nào thế nào làm thử cho làm thử đi hôm nay về nhà làm nhá, làm vương cái bài 15 hôm nay chuyển sang bài mới đi, lần này về nhà làm vì nó dễ thôi, nó tương tự với phần vẽ trên N mà nhá. Okay, ok đấy. Okay. Làm nữa gửi giáo trình mà xem cái phần này này đấy. Rồi hôm nay mình tại vì hai cái thằng sau nó cũng hơi dài ấy, đấy, cho nên là đấy